Quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, thấy được manh mối thường chuyển động vi tế kia, hành giả quán sát được nguồn cội bản chất của cái nhiễu động nhẹ nhàng lan tan vi tế u uẩn của 12 loài chúng sanh. Cội gốc của tánh chất ấy chính là hành ấm, được biểu hiện qua tướng nhiễu động rất vi tế kia, nhưng nếu hành giả khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo cho rằng sau khi chết còn có tướng. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường chấp đó là dòng xanh diệt vô tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo cho rằng sau khi chết còn có tướng, tướng nhiễu động vi tế kia, giống như sự tương tục của sóng lan tan gợn trên mặt nước. Nếu chấp như vậy, thì hành giả sẽ bị rơi vào tư tưởng mê lầm điên đảo cho rằng sau khi chết vẫn còn xác tướng. Do chấp rằng vẫn còn hiện hữu sau khi chết nên tâm người ấy trở nên mê loạn. Kinh văn. hoặc tự cố thân vân sắc thị ngã hoặc kiến ngã viên hàm biến quốc độ vân ngã hữu sắc hoặc bỉ tiền duyên tùy ngã hồi hậu vân sắc thuộc ngã hoặc hậu ngã y hành trung tương tục vân ngã tại sắc việt dịch hoặc tự củng cố thân mình cho rằng sắc là ta hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước cho rằng ta có sắc hoặc thấy các tiền trần kia đều theo ta quay về nên cho rằng sắc thuộc về ta hoặc cho rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục nên cho rằng ta ở trong sắc giảng hoặc tự củng cố thân mình cho rằng sắc là ta hoặc hành giả tự chấp cứng lấy thân mình cho rằng sắc chính là ngã người phát khỏi loại vọng chấp này là mong muốn thân xác mình được lâu dài và kiên cố anh ta tuyên bố rằng sắc là một yếu tố trong tứ đại đơn giản chính là ngã hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước cho rằng ta có sắc hoặc thấy mình bao trùm khắp các cõi nước cho rằng trong ngã có sắc chấp rằng tự tánh của mình viên dung vô ngại bao hàm khắp các cõi nước trong mười phương do đó anh ta cho rằng ngã chứa đựng cả sắc đó là loại sắc gì anh ta nói ta có cái sắc vĩ đại vô cùng hoặc thấy các tiền trần kia đều theo ta quay về nên cho rằng sắc thuộc vẻ ta hoặc thấy các tiền trần kia đều quay về bên cái ta nên cho rằng sắc thuộc vẻ ngã hoặc anh ta cho rằng các tiền trần kia đều theo anh ta đi khắp mọi nơi và sắc trong tứ đại hoàn toàn thuộc vẻ ngã hoặc cho rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục nên cho rằng ta ở trong sắc cho rằng ngã nương nơi hành ấm mà tương tục nên cho rằng ngã ở trong sắc